chúc mừng các bác và anh em, anh Nguyên đang test một cặp loa Mỹ đến từ thương hiệu JBL, một đời 4 số 4892, dùng bắt 30 từ 220 100, tép kèn họng gan cực dài nhá, họng lo họng chắc là gần 100 ạ. Con này là dòng loa Alley không phân tần, em đang ghép được cốt số sâu tốt của Mỹ, một chiếc vang Vina X6 đẩy BS Audio 4850. Thì với chiếc loa này bác ạ, nó hơi cầu kỳ tí nhá. Thì chiếc loa này là không phân tần. Đấy. Lặng tới là 32 kg. Và cái jack của nó rất đặc biệt anh em nhá. Đây đặc biệt lắm. Thì em đã lắp cho bác một cái jack rồi. Này. Con này là 4892. Dòng loa A đây, không phân tần. Thì bác đây là cái jack nhá, cái jack nó là jack 8 chân. Đấy, em đã lắp cho bác xong cái dây rồi. Đây, bây giờ cái dây này. Đấy. Một đầu ra hai đầu thì em đã ghi cái dây nào là anh chép này, cái nào là anh chép này em ghi sẵn này, chép này. Đấy, cái nào ghi là bát em ghi bát rồi, tức là một cái rắc cái lông to nó sẽ đẻ ra hai đầu, đầu chuyên bát, đầu chuyên phép. Đấy, sau này em làm xong đó nhá. Và bây giờ em đang ghép một chiếc cốt số, cốt số em chưa quay ra, bác chủ có yêu cầu là không cần phân đợt thì em sẽ test từng kênh một nhá. Tức là một cái loa này thì nó có gồm bộ phận tép này, bát này, em báo này. Bát bao nhiêu? Bát này. Tép này. Tép ấy. Nhật ký đời tôi đi thêm một lần. Bát này. Đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ bát này. Đấy. Tép bao nhiêu? Tép này. Rất sướng. Cánh quay ấy, anh quay ấy. Tắt hết này. Mở lại này, bát này. Tép này. Đấy. Quá quá nhá. Bát này. Tép này. Ok chưa? Quá này. Em mở cả nhá. Đêm bóng dài nghe lạnh đầy bờ vai. Thế cái này em đang ghép con cốt số của Mỹ sâu tốt bao nhiêu? MS 4008, 4008A, 4 cổng vào, ABCD và 8 cổng ra. Thì em ghép hiện tại đang xếp cái này với tất cả là 4 chế độ bao nhiêu? 4 chế độ có thể nhìn này, rất chuyển rất dễ này. Đấy. Một là 4500, chế độ 2 ấy là 4000, chế độ 3 3500, chế độ 4 là 3000. Đấy thì có thể mình khi mình nghe ở chế độ 4000 hoặc là 4500 hay 3000 thôi nhá. Đồng ý là ấn ngày sẽ thế. Cốt này nó là bác lấy, em sẽ hướng dẫn các bác. Thì em xét cổng 1 2 trong một loa này, một bát hai tép này, ba bát 4 tép. Đấy, một loa là ăn hai cổng này. 5 6 lép vai, 7 là center, 8 là súp. Hay cổng súp này. Và ghép một lực tiếng ghép một con vang số này. Ok nhá. Cái này nó không có nhiều mẫu to nhỏ nhá. Nó là cốt, tức là chiều quay và khuếch đại tín hiệu âm thanh. Làm âm thanh hay hơn, chắc gọn hơn. Và là xa hay hơn. Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi. Làm sao nếu bác không một tần thì một đôi loa này nó đốt của đẩy 4 kênh nhá, bát này, tép của một loa này, hai kênh này với một quả loa này, bát này, tép này. Có nghe chế độ 4000 nhá, và nghe chế độ khác này, và ba nghìn nhá, đấy chế độ 3000, tiếng lẩy. Tức là em cho chế độ đánh ấm, đánh hơi sáng, đánh sáng và rõ ràng.